Phụ nữ 55 tuổi trú tại Hải Phòng được người nhà đưa tới bệnh viện Bạch Mai Hà Nội trong tình trạng sốt cao, rét run, vùng hậu môn trời mù, nhiễm khuẩn huyết rất nặng. Năm tháng trước, bệnh nhân có mụn ở vùng kín, đau nhức, sốt, đã đi đến bệnh viện tại Hà Nội để trích mù. vài hôm sau, mụn lại xuất hiện cạnh vết thương cũ, sưng đỏ, sốt nên bà đến một bệnh viện khác để thăm khám. Bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân nhập viện và phẫu thuật cắt lọc lấy hết mù, dùng kháng sinh. Tuy nhiên, mụn tiếp tục xuất hiện và người phụ nữ này đã đi chữa ở rất nhiều nơi. Bệnh nhân có tinh thần hoảng loạn, lo lắng mình mắc bệnh nan y. Khi tới bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân viêm mô tế bào nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân bị kháng thuốc kháng sinh thông thường do sử dụng nhiều loại trước đó. Vì vậy, bác sĩ đã phải dùng liều kháng sinh điều trị được tụ cầu cứu chữa cho nữ bệnh nhân. Theo phó giáo sư tiến sĩ Đô Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới, bệnh viện Bạch Mai, Bệnh nhân bị nhiễm trùng do vi khuẩn kháng thuốc điều trị rất khó khăn, thời gian nằm viện lâu. Khi có biểu hiện bệnh, dù chỉ là một nốt mụn nhọt, người dân không nên chủ quan, cần phải tới cơ sở y tế có uy tín để thăm khám và sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ kê, không được tự ý mua và sử dụng thuốc cũ. Hiện nay, thuốc kháng sinh trị mụn viêm được sử dụng khá rộng rãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về công dụng cũng như cách sử dụng các loại thuốc kháng sinh này. Kháng sinh có tác dụng ức chế sự phát triển hoặc tiêu diệt vi khuẩn, từ đó giảm đáp ứng viêm do vi khuẩn gây ra. Trên từng loại vi khuẩn thì tác dụng của kháng sinh trị mụn là khác nhau. Các loại kháng sinh có tác dụng trên nhiều chủng vi khuẩn được gọi là kháng sinh phổ rộng và ngược lại. Một số loại kháng sinh có tác dụng đối với một số chủng vi khuẩn nhất định thì được gọi là kháng sinh phổ hẹp. Trên thực tế, có hai hình thức sử dụng kháng sinh bao gồm uống và bôi. Kháng sinh trị mụn phải được chỉ định bởi bác sĩ trong thời gian điều trị ngắn nhất có thể. Tuy nhiên, mụn là một bệnh mãn tính, yêu cầu thời gian điều trị lâu dài nên liệu trình điều trị mụn bằng kháng sinh có thể kéo dài từ 3 đến 4 tháng, đôi khi có thể kéo dài hơn ở những ca bệnh nặng. Sử dụng kháng sinh trong thời gian dài cũng có thể làm tăng nguy cơ đề kháng kháng sinh. Tình trạng đề kháng kháng sinh gia tăng trong những năm gần đây tạo ra sự lo ngại cho các thầy thuốc khi kê đơn kháng sinh để trị mụn. Theo nghiên cứu, kháng sinh dùng ngoài có thể có nguy cơ bị đề kháng cao hơn kháng sinh đường uống. Thuốc trị mụn, đặc biệt là những loại thuốc có chứa retinoid hay những kháng sinh thường gây ra nhiều tác dụng phụ. Da có thể trở nên khô, đỏ và bong chóc sau một thời gian sử dụng. Điều này là do thuốc làm tăng sự tái tạo của da và loại bỏ tế bào chết, dẫn tới da bị mất đi độ ẩm tự nhiên. Một số người cũng có thể gặp phải tình trạng da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Điều này cũng sẽ làm tăng nguy cơ cháy nắng và tổn thương da khi tiếp xúc với tia UV. Nguy cơ kháng thuốc. Kháng sinh trong trị mụn nếu sử dụng lâu dài sẽ có nguy cơ dẫn tới kháng thuốc. Việc này không chỉ làm giảm hiệu quả của thuốc mà còn gây ra những khó khăn trong vấn đề về điều trị, vấn đề về giả liệu khác trong tương lai. Kháng thuốc là một vấn đề nghiêm trọng trong y học, ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn cầu. Ngoài ra, khi vi khuẩn trở nên kháng thuốc, các biện pháp trị mụn khác cũng có thể mất tác dụng, làm cho tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn tác động đến hệ thống nội tiết. Một số loại thuốc trị mụn cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết của cơ thể. Nó được biết đến là có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như số lận học môn, trầm cảm và thậm chí là các vấn đề về sinh sản. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng một số loại thuốc trị mụn mạnh có thể gây ra những thay đổi cơ chế hoạt động của học môn, ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện của người dùng. Có thể gây ra sẹo và thâm da. Thuốc trị mụn có thể giúp làm giảm mụn. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, chúng có thể để lại sẹo và vết thâm da. Khi da bị tổn thương do mụn, việc sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần mạnh có thể làm tình trạng sẹo trở nên tồi tệ hơn. Điều này đặc biệt đúng với những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị kích ứng. Sẹo và thâm sau mụn không chỉ ảnh hưởng về vẻ bên ngoài mà còn làm giảm sự tự tin của những người mặc phải. Ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý Không chỉ tác động sâu đến da, thuốc trị mụn còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của người sử dụng. Những tác dụng phụ như khô da, bong chóc và đỏ da cũng có thể khiến cho người bệnh cảm thấy tự ti và lo lắng. Ngoài ra, những loại thuốc mạnh cũng có thể được liên kết với những triệu chứng như trầm cảm, lo âu, thậm chí là tự tử. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc dưới sự giám sát của bác sĩ chuyên khoa. Hầu hết các loại thuốc kháng sinh trị mụn đều có thể khiến cho lần da trở nên nhạy cảm hơn trước ánh nắng mặt trời và làm khô da. Chính vì thế, song song với việc điều trị muộn bằng thuốc kháng sinh, bạn cũng cần phải tăng cường dưỡng ẩm cho làn da và uống đủ nước mỗi ngày. Việc điều trị muộn viêm đòi hỏi người bệnh phải kiên trì, thời gian điều trị tối thiểu thường dao động trong khoảng 3 đến 4 tháng. Chính vì vậy, để đảm bảo hiệu quả điều trị muộn khi sử dụng kháng sinh, bạn cần nắm được một số lưu ý như sau. Chỉ sử dụng kháng sinh khi được sự cho phép của bác sĩ, tuyệt đối không được tự ý mua kháng sinh về sử dụng bởi việc sử dụng kháng sinh không đúng sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nguy hiểm cho sức khỏe. Khi sử dụng thuốc kháng sinh trị mụn viêm, bạn cần phải tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ về liều lượng, thời gian điều trị và đúng cách. Tự ý dùng kháng sinh có thể gây ra tình trạng kháng kháng sinh và điều này sẽ gây khó khăn trong việc điều trị về lâu dài. Một số đối tượng đặc biệt cũng cần phải thận trọng khi sử dụng kháng sinh trị mụn, bao gồm phụ nữ có thai và người đang cho con bú, gây bị suy gan, suy thận nặng. Trong quá trình điều trị, cần kết hợp thêm các liệu pháp chăm sóc da để giảm thiểu tối đa tác dụng không mong muốn của thuốc kháng sinh. Chỉ nên uống thuốc cùng với nước lọc thay vì nước ép trái cây, rượu và các sản phẩm từ sữa bởi điều này có thể gây ảnh hưởng đến khả năng hấp thu thuốc. Khi muốn sử dụng kết hợp với các loại thuốc khác, bạn cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Điều này tránh tương tác thuốc ảnh hưởng đến tác dụng điều trị. Mặc dù có hiệu quả tốt, cũng như là một trong những loại thuốc được khuyến cáo trong phác đồ điều trị mụn, Tuy nhiên, người bệnh không được tự ý mua kháng sinh về điều trị mụn, đặc biệt không nên dựa vào toa thuốc của người khác để tự mua thuốc điều trị cho mình. Không chỉ vì kháng sinh là thuốc cần được bác sĩ kê đơn mà việc tự ý sử dụng thuốc kháng sinh có thể dẫn tới rất nhiều hệ lụy nguy hiểm. Nếu không sử dụng đúng cách, mụn không những không được điều trị dứt điểm mà còn gây ra nguy cơ đề kháng kháng sinh, dẫn tới tình trạng viêm mụn nặng nề hơn. Ngoài ra, kháng sinh còn có thể gây ra rất nhiều tác dụng phụ khác nhau. Nếu bệnh nhân sử dụng không đúng cách, đặc biệt là kháng sinh đường uống, Do đó, việc sử dụng kháng sinh để điều trị mụn trên từng trường hợp cụ thể có cần phải sử dụng hay không thì đất thiết phải có sự tư vấn kê toa của bác sĩ chuyên khoa da liễu.